Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bạn nha. Bây giờ là đang mưa rả rích, nhưng mà mình thì đang có mặt ngoài đường nè, ở ngay cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và quyết định hôm nay sẽ tìm chút xíu lãng mạn trong mưa ha. Các bạn theo mình nha. Mấy hôm nay thì thời tiết của Sài Gòn cứ mưa hoài à. Ngày nào mình cũng nghe dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh có mây, ít nắng. Buổi sáng có mưa rào ở một vài khu vực, buổi chiều có thể mưa dông vài nơi, sau đó trời nhiều mây, nắng dịu đến cuối giờ. Ôi giời ơi, ngày nào cũng mưa cả, mưa đến phát sốt luôn các bạn ạ. Bây giờ thì mình cảm thấy là rất là lạnh luôn. Mưa hoài à. Trời ơi, buồn dễ sợ luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng vòng nè, để khám phá coi ở Sài Gòn mưa như thế nào ha. Đây là khu vực Bitexco nè mọi người. Tòa nhà Bitexco huyền thoại của chúng ta. Và mình đang muốn giới thiệu với các bạn một cái nơi gọi là chung cư cà phê ở Sài Gòn. Đây là nơi hội tụ toàn là quán cà phê local và rất là hấp dẫn người Việt và các cái du khách nước ngoài nữa. Mọi người nhìn xem nè, là một chung cư mà mỗi cái tòa nhà, mỗi cái nhà đó là một quán cà phê rất rất đẹp luôn. Nó rất nhiều là quán cà phê khác nhau nè, như là Tinker, A Primer, Sài Gòn ơi nè, Mango Tea, Blue Coffee. Và nếu mà có cái điều kiện á, hoặc là các bạn thích á, thì cứ comment đi, rồi mình sẽ review từng cái quán cà phê một để giới thiệu với các bạn ha. Mọi người nhìn xem nè, phố xá thì mưa ướt nhẹp luôn. Và người Sài Gòn thì có câu dân gian là sáng nắng chiều mưa. Mưa thì đến sớm hơn và cũng lâu tạnh hơn. Và tình hình thời tiết thì rất là thất thường. Nhưng mà trên tất cả đó, thì khi cơn mưa ập đến, cho dù là bạn ở bất cứ nơi đâu, thì cứ thể hiện cái phần ngọt ngào nhất của bản thân mình, như là một người trò chuyện rất là thú vị và hóm hỉnh. Khi mà mình ngồi cùng với những người mà mình thích nè, trong một cái cơn mưa đó, thì nhiều khi mình phải thốt lên là trời ơi, ước gì mưa cả ngày. để cho người đó sẽ ở bên cạnh mình hoài hoài luôn. Sài Gòn ơi, chợt đến chợt đi cơn mưa chiều cuối hạ, nên thu dịu dàng trong nắng nhẹ nhẹ buông. Mưa Sài Gòn thì thường gợi rất là nhiều kỷ niệm luôn đó. Nhìn bong bóng vỡ dưới chân mà thấy những kỷ niệm đang ùa về. Sài Gòn ơi, chúng ta có thuộc về nhau không nào? Thì bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất là lạnh rồi. Lang thang nãy giờ cũng rất là lâu. Cho nên là thôi, bây giờ mình sẽ trở về tổ ấm của mình đây. Và nếu thích video này á, các bạn cho mình một like nè, rồi chia sẻ giùm mình. Rồi nếu mà ai chưa subscribe thì subscribe cho kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.